Chào mừng các bạn đã đến channel của Tính Cali. Thì những cái clip mình làm là câu cá, đi casino và làm vườn. Thì cảm ơn các bạn đã nhiều ủng hộ vừa qua những cái clip của mình. Thì chúc những cả nhà, cả đại gia đình được một ngày vui vẻ và như hạnh phúc gia đình. Ô, cá bự. Ai da ơi. Tiếng mình kìa. Từ. Oh, got a big one. Oh, he's on long, yeah. Chào cả nhà nha. Thì bữa nay mình muốn chia sẻ cả nhà chút xíu. Thì làm sao các bạn lấy giống cây ngô ôm này nha. Thì mình ở đây. Đó, cái giống của mình đây. Bạn thấy không? Đó. Thấy không? Mình lấy giống. Thì mình coi cũng nhiều cái video lắm, ít kêu người ta trồng lấy giống. Giống như các bạn không có cây ngô ôm này thì không có giống này các bạn làm như thế nào, đúng không? Thì cái cách lấy giống của nó đó thì mình cũng có nhiều cái video mình cũng thử nghiệm nhiều cái mà cũng thất bại lắm. Mà chỉ có cái này nó xài được và ngon. Bây giờ các bạn thấy không? Cây mình lên tốt không? Đó. Thì tính ra nói nước Mỹ này á, trồng cái cây này á, thật sự nói không biết thì nó rất là khó, trồng bị chết. Còn mà biết nó rồi đó, ok, thì chồng nó thấy nó cũng lên tốt của mình. Các bạn thấy nước không? Đó, ok. Hiểu đâu mình kết nghĩa cho các bạn coi nha, nó giống như thế nào nha. Trước khi các bạn mà đi lấy giống đó, thì các bạn tìm cái này ở đâu? Thì các bạn đi chợ, thì nó bán trong bịch này nè, như 1 đồng mấy, 20 đồng rồi đó. Thì các bạn lựa những cái cây nào, đó, những cái cây nào mà nó già đó, rồi các bạn như chai nước nước này nè, không, đó, thì các bạn lấy cái kéo các bạn cắt nó, không, cắt tới đây thôi, cắt tới đây, mình sẽ cắt được mà, đó, cắt mình cắt hết, đó, cắt phải dư khúc kia nè, không, là gì đó, làm gì, khúc màu, khúc mà các bạn đổ nước vô đây, thì đổ nước tới đây tới này thôi, đó, ok, rồi các bạn bỏ cái ngô ôm vô, các bạn đậy lại. Và sau đó các bạn có băng keo gì nè, thấy không? Đó, có một miếng băng keo gì. Thấy không? Đó, thì lý đó, các bạn thấy không? Thì các bạn bỏ vô đây. Đó. Và ở trên này đó, các bạn phải đục cho mình một cái lỗ nhỏ gì. Thấy không? Để cho hơi nó thông ra ngoài, một lỗ hai lỗ cũng được, mình đục hai lỗ. Đó, thì các bạn bỏ vô ngô ôm, đổ vô nước ở đây. Và các bạn đã ôm xong, các bạn lấy băng keo dán lại cho nó giữ lại thôi đó. Dán như vậy nè đó. Đó, cho nó giữ gì nó ra thôi, rồi đậy cái nắp này nè, đậy lại đó. Giống như cái cây này mình đang làm, thấy không đó. Thì lý do cái cây này nó hơi vàng á, tại vì á các bạn đừng để lâu quá, tại mình không ra, mình có công chuyện, đi công chuyện. Thì cây này mình để gần gần tới 2 tuần rồi, bởi vì á nó các bạn cần để cỡ 5 ngày thôi à, được rồi, rồi đem ra trồng được rồi. Đó, 5 ngày vậy thôi, 4 ngày thôi nè. Thì nó ra cái rễ đây thôi, các bạn thấy không? Đây nè. Đó, các bạn thấy rễ không? Quá trời rễ không? Đó. Nè. Đó, rễ đó, thấy không? Đó, khúc mà nó ra rễ hơi hơi giống vậy đó. Đó, là các bạn đem trồng được rồi. Ok, mà các bạn để lâu quá đó, nó sẽ vàng. Tại vì nó bị mất sức. Đúng không? Thì cái này mình để gần 2 tuần rồi. Cái này cần để là 5 ngày rồi, bắt đầu 5 ngày rồi nó ra rễ hơi hơi rồi. Các bạn đem nó xong được trồng xuống trồng được rồi, thấy nó còn xanh. Đúng không? Đó, nó ra rễ như nè, các bạn thấy không? Rễ tốt không? Ừ. Ừ, thấy không? Nó ra rễ đó. Ra rễ đó là mình bắt đầu trồng được rồi. Nhằm khi á ra chút xíu các bạn trồng được nữa cũng rất là thành công, tại vì mình cũng có thí nghiệm rồi. Không? Mình phải thí nghiệm trước rồi mình mới chỉ các bạn trồng. Nó là như vậy đó, nó ra rễ gì đó thì nên bỏ như vậy thôi. Thì nước các bạn cần chỉ cần một cần để gì thôi, khoảng cần thay nước thôi. Thì coi nước cho con, nếu nó thiếu đổ vô chút xíu thì lại các bạn ngâm, mà ngâm cả 4 ngày 5 ngày là ok rồi, nó có rồi, cái đây mới trồng được rồi, không
Đó, bỏ vô vậy nè, thấy không? Tại vì á, mà nhớ các bạn nhớ nha, à, ở dưới này nè, nó có những cái lá thì các bạn ngắt nó bỏ, ngắt 1, 2, 3 để cho nó không. Mà các bạn cắm xuống dưới nhiều quá thì nó sẽ cái lá nó sẽ bị thúi, không? Thì ngắt nó đi lên, ngắt cái cao cao chút xíu mà để nguyên cây gì luôn, khỏi cái gì hết đó. Đó, ngắt cái cây gì nè, gì nè. Bây giờ các bạn mình để lâu quá thì nó ra luôn rồi, thấy không? Nó ra nhỏ nhỏ luôn các bạn thấy không? Đó, nó ra nhỏ nhỏ luôn rồi, thấy không? Đó, cái lá nhỏ nhỏ luôn. Tại vì ngâm nước quá nó không được tốt, nó vàng thôi, lâu quá đó. Đấy, thì nó ra rất là thành công nha. Nhằm khi mỗi người coi những cái video đó mà không biết họ cũng gì ngâm, ngâm họ trồng họ thất bại không ra rễ, ngâm vô chết. Ở đó mình cũng vậy nữa, ngâm cỡ 2-3 ngày xong rồi cái này nó bị héo nó chết. Mà phải bị bình ngâm á, bởi mình đi phải đừng cho cái có gió vô, cái này nó không chịu nắng gió nha các bạn. Đó, vậy xong đó, miếng mông keo thì thôi các bạn dán nó lại vậy thôi, phải cho nó chút cái hơi nước nó ra, không thì cái nắp mình được có đục lỗ hai cái lỗ vậy thôi, xong các bạn lại vậy thôi. Và để sau cái chỗ mát trong nhà của bạn đó, vậy thôi, vậy để vậy thôi, để vô mát thôi, đừng có để cái nắng nha. Đó, thì xong là cỡ 4 ngày 5 ngày là các bạn đem trồng. Ok, đó, một phần này trồng như thế nào mình nói cho các bạn nghe. Miếng cái đất sôi rồi, đất dừa, cái hơi mịn gì dừa thôi. Rồi bắt chọn đó, đất gì nè, thấy không? Đó. Đất nó như vậy thì các bạn á cắm nó xuống. Tại vì á nhằm khi người ta mua những cái thùng gì trắng rồi đậy lại thì bắt đầu muốn lấy giống trước rồi bạn trồng nó sướng hơn, thôi là các bạn trồng thẳng cũng được nữa. Thì cách mình trồng nó dễ lắm, mình bỏ ở đây đây đúng không, mình trồng như vậy, cái này mình trồng lấy giống nữa nè. Đấy thì các bạn trồng á thì các bạn có cái thao cái thùng cũng được, giống như mình cái thùng này, thấy cái thùng này không đó, thì các bạn đổ nước vô đây và cái nước nó tới đây thôi, nhớ nha, nước nó trong cái thùng rồi đó, từ tới đây thôi nha, đừng có ngập này thì nó sẽ lấy dùng nước này hốc lại. Thì các bạn đẩy lại đó, làm gì nè, và các bạn lấy cái bịch trắng á, ở trên nước trắng á, đẩy nó lại vậy thôi đó, và các bạn để trong mát. Okay, thì đó mình cũng trồng nhiều cái thất bại, lý do là sao chỉ không có gần các bạn phải để trong mát, nó không có chịu nắng và nó không có chịu gió đó, thấy không đó, gì đó. Thì xong các bạn để trong dưới mát thôi, đừng cho nó ra nắng, mà nắng nó sẽ bị chết, nó hơi thôi khó được rồi đó, là mình lấy giống đó rồi á. Và tới đây mình chia sẻ cho các bạn mình trồng như thế nào nha. Thì đây mình sẽ trồng cái nó đây, cũng đơn giản lắm, thấy không, bỏ nó hướng gì thì mình bỏ nó vậy, đắp nó lên. Bỏ gì đây, đắp nó lên. Thì mình chỉ các bạn ở đây nè. Rồi, đây nè. Nước mình cho nó tới đây thôi, thì theo tới phải tới đây nè. Nước nó phải coi các bạn tới đây thôi, hiểu không? Đó. Rồi bỏ nó vô và đẩy nó lại. Okay. Đó, thì các bạn thấy không, nước thì của mình để dưới thấp ở dưới thôi, đó, thấy không? Lý do mà nước mà lên cao quá nó nẹp lại thì nó sẽ ngọt chết cả ngọt, nó thúi rễ. Okay. Xong mình bịt lại. Lấy cái bọc của lông. Mình muốn lấy cho các bạn coi kết quả một tuần sau mình trồng nó ra như thế nào nha, có sống sót không. Đây mình dùng mình che nó lại đó, mình che nắng đó, thấy không, thì bằng cái bịch nó chứ mình cắt nó một cái lỗ hơi gì nè, không thông hơi nè, cái lỗ bên này nữa, chơi nó hai cái. Ok, để cho các bạn coi nha, đây đó, thấy không, kết quả sau một tuần đã, thấy không đó, có lên xanh mướt không, dễ, rất là dễ, kiểu này rất là dễ trồng đó, các bạn trồng trong cái chậu vậy thôi, chậu vậy thôi, thấy không đó, và để xuống xong kết quả của mình. Ok,
Và cũng cảm ơn cả nhà đã coi xem cái video này. Thì chúc cả nhà được trồng thành công. Và nhớ ủng hộ những video mình câu cá và trồng rau và đi casino nữa nha. Ok, thì cảm ơn các bạn nhiều và ủng hộ những cái channel của mình. Hẹn các bạn một next cái video sau nha. Một cái video tiếp tục sau nữa.